mà mong rằng với sự tham gia và sức ảnh hưởng của em sẽ giúp cho các anh thấy nhiều và mua để thu thập được tiền cho lão Hạt thoát nạn đói và giảm nạn dốt, để cho lão Hạt có cuộc sống bình yên đẹp đẽ hơn. Nhanh nhanh cái chân đi chị Nợ Hậu ơi. Ấy, em xin dài làm thầm, anh dẫn tôi đi đâu vào vùng sâu vùng xa thế này ấy, làm bẩn hết váy của tôi rồi. Đúng rồi, tôi tình mình vào những chỗ nào chỉ có cỏ gáy cồng không mông vạch thế này rồi khán giả mới coi mới thấy xúc động rồi mới ủng hộ cho nhiều tiền, chứ vào những bệnh viện năm sao mà đi từ thiện phát tâm thì ai coi. Bông Hậu này bây giờ không phù hợp với những chỗ này đâu, bây giờ gió đằng nào phải gặp mây đằng đó, nàng Hậu là phải đi cùng với đại gia nghe chưa. Gần đến rồi đấy. Lão Hạc ơi, Lão Hạc có nhà không? Ấy là cậu vào thì đi lâu rồi mà sao có tiếng chó sủa thế ta? Hay hôm nay là rằm tháng 7, cô hồn lại ghé thăm? Ai đấy, mời vào trong. Mà nghe như tiếng giáo làng đúng không? Mắt mũi tôi cảnh nhèm hết rồi, không thấy ai nữa. Đúng giáo làng không? Dạ vâng, con đây, giáo làng đây, con đến thăm lão này lão. Ôi, anh lại anh xin dài lòng thòng, còn kiêm luôn cả giáo làng nữa cơ hả? Gớm mặt nhở. Vâng, chị Ý Nở Hậu ơi, nghề giáo chúng tôi này khó khăn lắm, lương không đủ ăn, phải kiêm thêm cái nghề MC này để lấy gạo nuôi con đấy. À, giáo làng hả? Anh đi một mình hay đi với ai đấy? Sao tôi còn nghe cả giọng gà mái già ở đâu đây nữa? Hay cho tôi làm tay. Lão già chết tiệt, dám nói mình là con gà mái già. Về không làm gì nữa. Không được nóng chị Ý Nở Hậu ơi, phải làm cho đúng kịch bản của công ty rồi ekip đưa ra, rồi công ty mới có tiền trả cho mình chứ. Vậy thì nhanh lên nào. Vâng thưa lão, con đi với chị Nở Hậu mới đăng quang vương miện của Mid World làng vũ đại nhà mình đấy. Hôm nay là ngày rằm tháng 7 mà anh chị kéo bè kéo lũ đến đây làm gì vậy? Tôi không có cái gì cho anh chị đâu, anh chị về giùm tôi đi. Không phải đâu lão ơi, hôm nay chúng con đến là vì chương trình đấu giá thiện nguyện để phát tâm đấu giá căn nhà tam giác này của lão đấy. Vậy hả? Vậy thì tốt quá. Tôi rao bán cả năm nay rồi mà không có ai mua cho. Giờ có anh chị bán giùm cho tôi thì còn gì bằng nữa. Tâm sự nhờ anh, nhờ chị nhá. Dạ lão, xin mời chị Nở Hậu. Chưa bấm máy mà nói cái gì. Anh quay phim, bấm máy cho bọn em diễn nào. Mà anh là MC, anh phải demo cho tôi chứ. 1, 2, 3, action. Kính chào quan viên hai họ, kính chào hôn trường. Hôm nay là lễ thành hôn. À quên mất, kính chào các bạn khán giả đang xem chương trình của công ty Sen Đỏ. Hôm nay chúng tôi phát tâm thiện nguyện bán đấu giá căn nhà hình tam giác của lão Hạc để phát tâm thiện nguyện cùng hoa hậu Ý Thị Nở đánh bóng tên tuổi và để cho lão Hạc thoát nghèo. Xin mời hoa hậu Ý Nở nói tiếp ạ. Hoa hậu Ý Nở xin kính chào gia quyến và dòng họ. Ê này, có phải tam gia đâu anh chị ơi. Tôi vẫn sống sờ sờ đây này. Ấy chết, lại vào miệng nữa rồi. Em nói lại nha. Xin kính chào các anh đại gia bất động sản đang xem chương trình đấu giá nhà đất thiện nguyện. Em là Ý Thị Nở Hậu. Em mới đoạt giải vương miện của Mid World làng Vũ Đại ngày hôm qua. Hôm nay em đến đây để bán đấu giá những đất hình tam giác của em. Anh nào mà chốt được giá ngay là em bán ngay và luôn. Ấy không phải đâu má ơi, là miếng đất của lão Hạt. À nhầm, thực sự là đây là miếng đất hình tam giác của lão già này. Hôm nay có sự hiện diện của em để tăng thêm view, tăng thêm các anh đại gia bất động sản nhiều thấy để mua cho lão già này. Vâng, xin cảm ơn Ý Nở Hậu và xin Ý Nở Hậu báo giá cho khán giả cùng biết luôn ạ. Vâng, em xin được báo giá, giá khởi điểm của miếng đất hình tam giác của em là 100 cây vàng SGC Phú Nhuận. Anh em nhanh tay lên. Em mong rằng với sự tham gia và sức ảnh hưởng của em sẽ giúp cho các anh thấy nhiều và mua để thu thập được tiền cho lão Hạt thoát nạn đói và giảm nạn dốt, để cho lão Hạt có cuộc sống bình yên đẹp đẽ hơn. Và mong các anh nhanh tay chốt đơn. Tụi mày, tao nghèo, tao khổ chưa, tao không có đói, tao không có dốt nha.
cút hết cho ông, cút cho trong nước. Ê ơi, xin lỗi lão nha, con hầu lại vào miệng thôi.